Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 8 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những thông tin nổi bật của cựu Tổng thống Donald Trump sau đây. Thống đốc bang Nam Dakota tham gia cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ. Elon Musk tái xuất, trở lại với quyết tâm bảo vệ tự do ngôn luận Mỹ đã bị chính quyền Biden đánh cắp. Tiết lộ sức mạnh vũ khí chống tăng hiệu quả nhất thế giới của Nga. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử của thống đốc bang Nam Dakota, ông Dow Burgum, sẽ được tổ chức tại Fargo, gần quê hương của ông ở Arthur, bang North Dakota. Theo ISBN cho hay, thống đốc bang North Dakota, ông Dow Burgum, 66 tuổi, vào ngày 7 tháng 6 đã nộp hồ sơ ứng cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, qua đó chính thức tham gia cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trong bài bình luận trên tờ Wall Street Journal, ông Burgum bày tỏ rằng, chúng ta cần có một sự thay đổi ở Tòa Bạch Ốc. Chúng ta cần một nhà lãnh đạo mới cho một nền kinh tế đang thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi tuyên bố tranh cử Tổng thống. Vào cùng ngày, sự kiện khởi động chiến dịch tranh cử của thống đốc Burgum sẽ được tổ chức tại Fargo, gần quê hương của ông ở Arthur, bang North Dakota. Thưa quý vị, trước đó thì trong video quảng bá về chiến dịch tranh cử với tựa đề thay đổi, thống đốc bang North Dakota đã đưa ra quan điểm về cách giải quyết các vấn đề của nước Mỹ thông qua lắng nghe với sự tôn trọng lẫn nhau, thay vì tức giận, la hét, đấu đá nội bộ. Tương tự, nhiều thống đốc khác của Đảng Cộng Hòa, ông Burgum, đã ký ban hành luật cấm phá thai và hạn chế quyền của người chuyển giới tại bang North Dakota. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở việc ông Burgum đã kêu gọi bang North Dakota đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2030. Elon Musk tái xuất, trở lại quyết bảo vệ tự do ngôn luận. Quý vị thân mến, Elon Musk một lần nữa xuất hiện, lên tiếng bảo vệ cho tự do ngôn luận Mỹ mà lâu nay dưới chính quyền ông Biden đã bị chôn vùi lúc nào không hay. Cụ thể, ông chủ Twitter Elon Musk đã mời ông Robert F. Kennedy Jr. tham dự một buổi thảo luận về quyền tự do ngôn luận trên Twitter Spaces. Ông Kennedy Jr. là cháu trai của cố tổng thống John F. Kennedy và là con trai của cựu tổng trưởng lý Robert Kennedy. Vào tháng 4, ông bắt đầu hoạt động tranh cử sơ bộ năm 2024 của Đảng Dân Chủ, trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ thứ hai sau tác giả Marini Williamson thách thức ông Biden cho vị trí ứng cử viên tranh cử tổng thống. Kennedy Jr. cho biết vào tháng 4 rằng ông đã thách thức ông Biden là bởi vì về cơ bản không đồng ý với các chính sách của ông ấy khi nói đến phương hướng phát triển của đất nước. Thưa quý vị, đây là lần thứ hai ông Elon Musk có cuộc trò chuyện trên Twitter Spaces. Vào tối ngày 24 tháng 5, thống đốc Florida Ron DeSantis đã phát động hoạt động tranh cử đầu tiên của mình trên Twitter Spaces. Nhưng gặp sự cố kỹ thuật, cuộc trò chuyện mà ông đồng tổ chức với ông Elon Musk trên Twitter Space đã bị treo nhiều lần. Ông Elon Musk nói rằng lý do bị crash là vì số lượng khán giả và lượng người theo dõi lớn trên Twitter của ông. Trong cuộc trò chuyện, ông Kennedy Jr. đã bày tỏ sự khen ngợi đối với ông Elon Musk. Ông khen Twitter vì đã liên tục đấu tranh chống lại chế độ kiểm duyệt trên nền tảng này dưới sự dẫn dắt của ông Elon Musk. Ông Elon Musk cho biết, tôi cho rằng nếu chúng ta không phải trả mọi giá để bảo vệ tự do ngôn luận, thì chúng ta không thể có một nền dân chủ thực sự. Là một người ủng hộ tự do ngôn luận, ông Elon Musk đã gửi lời mời tới ông Kennedy Jr. Trong một dòng tweet, ông Kennedy Jr. cho biết, Instagram sẽ không cho phép ông thiết lập tài khoản cho hoạt động tranh cử của mình trên nền tảng mạng xã hội này. Kennedy Jr. đã tweet vào thời điểm đó, khiến cho một ứng cử viên chính trị quan trọng giữ im lặng là rất không dân chủ. Phương tiện truyền thông xã hội tương đương với một quảng trường thành phố thời hiện đại, nền dân chủ hoạt động như thế nào nếu chỉ có một số ứng cử viên có thể sử dụng nó? Meta cho biết vào ngày 4 tháng 6 rằng, cân nhắc đến thân phận ông Kennedy với tư cách là ứng viên tổng thống, họ sẽ khôi phục tài khoản Instagram cá nhân của ông và nhóm chiến dịch tranh cử của ông hiện có thể thiết lập tài khoản trên nền tảng này.
tài khoản Instagram cá nhân của ông đã bị đình chỉ vào năm 2021 vì nghi vấn thông tin về COVID-19 và vaccine. Tổ chức phi lợi nhuận chống vaccine của ông Kennedy Jr., Children's Health Defense, cũng đã bị đình chỉ vào năm ngoái vì truyền bá thông tin về vaccine COVID-19 trên Instagram và Facebook. Như ông Musk đã nói trong cuộc trò chuyện với ông Robert Kennedy Jr., đấu tranh chống lại chế độ kiểm duyệt là một trận chiến tốn kém, ngay cả đối với chính các nền tảng truyền thông xã hội. Ông Musk nói rằng Twitter đã mất một nửa doanh thu, bao gồm cả việc mất sự hỗ trợ từ các nhà quảng cáo vì sự kiên trì với tự do ngôn luận. Vào mùa thu năm ngoái, ông Elon Musk đã hoàn tất việc mua lại Twitter với giá 44 tỷ đô la và khởi động dự án hồ sơ Twitter. Dự án này cho phép công chúng hiểu rõ hơn về quá trình ra quyết định đằng sau việc kiểm duyệt nội dung. Sau khi mua lại Twitter, Elon Musk cũng giám sát việc khôi phục các tài khoản bị chặn trước đó, bao gồm cả tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump. Cả ông Elon Musk và ông Kennedy Jr. dường như đều đồng ý với Tổng thống Trump rằng nền dân chủ không thể thành công khi ngôn luận và việc lan truyền thông tin bị hạn chế. Ông Robert Kennedy Jr. nói rằng, khi chúng ta nhìn lại quá khứ, chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà những người kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận lại được cho là người tốt. Họ chắc chắn là người xấu, và đó nhất định là bước đầu tiên dẫn đến chủ nghĩa toàn trị. Ông Kennedy Jr. đồng thời ca ngợi Elon Musk vì đã công bố hồ sơ Twitter. Ông nói, tôi không thể tưởng tượng bất kỳ luật sư Twitter nào sẽ nói với anh rằng đó là một ý tưởng hay. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi anh tự làm điều này. Bất chấp dòng dõi phe tự do, ông Kennedy Jr. đã khuấy động cuộc đua tranh cử với các quan điểm chính sách không hạn chế một kiểu kể từ khi tuyên bố ứng cử vào tháng 4. Được biết đến là người hoài nghi về Big Pharma, ông Kennedy Jr. đã chỉ trích vaccine COVID-19, thứ mà ông đổ lỗi cho việc vội vã tung ra thị trường và chứng minh chúng có những tác dụng phụ nguy hiểm. Lập trường này có thể gây được tiếng vang đối với một số người bảo thủ, cũng như là các đảng viên đảng Dân Chủ mà Kennedy Jr. đang lôi kéo về phía mình. Ông Kennedy Jr. công khai phản đối thái độ của chính quyền Biden đối với cuộc chiến Ukraine và ủng hộ một thỏa thuận hòa bình. Ông cũng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn ở biên giới phía Nam, cấm nam giới về mặt sinh học thi đấu các môn thể thao dành cho nữ. Tất cả các lập trường này dường như trái ngược với sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Ông nói với CNN vào tháng 4, tôi phản đối việc nam giới về mặt sinh học tham gia các môn thể thao dành cho nữ. Tôi đã chứng kiến những người phụ nữ đó làm việc rất nỗ lực trong 30 năm qua để phát triển môn thể thao dành cho nữ. Do đó, tôi nghĩ điều này là không công bằng đối với họ. Thưa quý vị, ông Kennedy Jr. được đào tạo tại Harvard, đồng thời lấy bằng luật tại Đại học Virginia. Tiết lộ sức mạnh vũ khí chống tăng hiệu quả nhất thế giới của Nga. Kính thưa quý vị, tên lửa phóng từ trên không với đầu đạn đổ tại Vorsk của Nga rất mạnh, tương tự các hệ thống tên lửa chống tăng Hornet, Fagot và Korkus-M. Theo TASS, thông tin trên được đại tá nghỉ hưu Sergei Suvorov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin này. Vị chuyên gia nói rằng đây là tên lửa siêu thanh với đầu đạn đổ lại rất mạnh, tương tự các hệ thống tên lửa chống tăng Hornet, Fagot và Korkus-M. Tên lửa 9M113M được sử dụng trong các hệ thống này cũng có đầu đạn nổ lại. Vị đại tá Sergei Suvorov khẳng định rằng, về mặt lý thuyết, tên lửa Vorsk có thể tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào mà các nước phương Tây hiện đang cung cấp cho Ukraine. Giải thích thêm, vị chuyên gia nói rằng, đầu đạn nổ lại của tên lửa được thiết kế để vô hiệu hóa giáp phản ứng của xe tăng. Đầu đạn tấn công ban đầu sẽ kích hoạt giáp phản ứng của xe tăng và sau đó đầu đạn nổ chính sẽ tấn công lớp bảo vệ cơ bản của mục tiêu. Trước đó vào hồi tháng 2 vừa qua, tập đoàn công nghệ nhà nước Rosneft của Nga khẳng định rằng xe tăng Leopard 2 của Đức có khả năng bảo vệ tốt nhưng có thể bị tiêu diệt bởi bệ phóng tên lửa chống tăng Hornet, các tên lửa phóng từ trên không Vorsk, Ataka và đạn Mango 125mm của Nga. Theo truyền thông Nga, tên lửa phóng từ trên không Vorsk được thiết kế để tấn công các mục tiêu bọc thép cơ động trên mặt đất, được trang bị giáp phản ứng và cả các mục tiêu trên không có tốc độ trung bình như là máy bay trực thăng, máy bay tấn công và máy bay không người lái. Tên lửa này được nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov chế tạo cho trực thăng tấn công KA-52 Alligator. Theo dữ liệu của hãng thiết kế,
tên lửa có thể tăng tốc lên 610 m trên giây và tấn công mục tiêu ở khoảng cách 800 m đến 8.000 m. Tên lửa Vers có khả năng xuyên thủng các tấm giáp đồng nhất dày 750mm phía sau giáp phản ứng. Đầu năm 2021, tập đoàn Kalashnikov đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm tên lửa Vers 1 cải tiến. Được biết, một chiếc trực thăng Ka-52 đã bắn 22 tên lửa trong các cuộc thử nghiệm tại bãi thử của Bộ Quốc phòng Nga. Việc nâng cấp tên lửa này đã tăng khả năng tấn công tầm ngắn, đồng thời tăng độ ổn định khi bay của tên lửa. Các tên lửa Vers 1 được nâng cấp cũng được cho là sẽ trở thành một phần của bộ vũ khí của máy bay trực thăng tấn công Mi-28N. Theo đánh giá của các chuyên gia, Vers là một trong những vũ khí chống tăng hiệu quả nhất trên thế giới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.